Ngày 20 tháng 7, thứ hai tuần 16 thường niên, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy lên án thế hệ này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người trả lời: Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Cũng như xưa tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng đây có đấng cao trọng hơn Salomon. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đừng đòi thêm dấu lạ nào nữa. Nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy lên án thế hệ này. Được sai đến thành Ninive rao giảng sám hối, tiên tri Jonah không muốn đi, và vì thế ông đi trên một chiếc thuyền ngược hướng Ninive để trốn tránh sứ vụ. Thuyền ông đang đi thì gặp bão táp và sóng dữ đánh ập vào thuyền hòng chìm. Ông nhận ra lỗi mình bất tuân lệnh Đức Chúa, nên bảo mọi người cứ quăng ông xuống biển, biển sẽ lặng ngay. Và quả thực như vậy, người ta quăng ông xuống biển, biển lặng. Ông bị một con cá lớn nuốt vào bụng 3 ngày đêm, rồi nhả ông vào bờ gần thành Ninive. Ông rao giảng sám hối cho dân thành Ninive, nổi tiếng là tội lỗi, là gian ác. Dân thành Ninive được thứ tha nhờ biết lắng nghe lời ông mà tỏ lòng sám hối, trở về với đời sống công chính, trở về thờ phượng Thiên Chủ. Ông Jonah nhận ra mình có lỗi, và chuyện cả thành Ninive nghe lời Jonah mà sám hối. Chúa Giêsu dùng câu chuyện này để cảnh cáo những người đã nghe lời Chúa, nhìn thấy bao phép lạ Chúa làm mà không chịu sám hối và tin vào tin mừng, lại còn đòi thêm dấu lạ nữa mới tin. Chúa còn nhắc tới chuyện nữ hoàng phương Nam khi nghe sự khôn ngoan nổi tiếng của vua Salomon. Bà đã thân hành vượt đường xa, lặn lội tới với những lễ vật triều cống để có thể nghe trực tiếp những lời khôn ngoan phán ra từ miệng vua Salomon. Chúng ta cũng đang bị Chúa trách mắng vì lời khôn ngoan từ miệng con Thiên Chúa, và vì phép lạ cả thể là Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, mà lòng tin của chúng ta còn kém cỏi lắm. Đã vậy, đôi khi chúng ta còn đòi hỏi Chúa phải làm dấu lạ cho riêng mình theo ý mình, bằng không đức tin ta cứ hãy còn ngờ vực. Đừng thách đố, nhưng hãy sám hối. Lạy Chúa, xin cho con sám hối, trở về tin tưởng hoàn toàn vào Chúa và đổi mới đời sống theo tin mừng. Amen.
Nhìn lên trong đôi mắt Chúa, chẳng có điều còn sai lỗi. Nhìn sâu trong trái tim người, chẳng có bóng đêm tội đời. Chỉ có đức từ bi thôi, chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có đức khoan dung, và chỉ có ơn thứ tha vô cùng. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại. Có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn nhớ. Ôi lòng Chúa xót thương bên an vui suối mắt tinh khôi. Con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Tình yêu long lanh mắt Chúa rọi chiếu trần gian hoen úa. Lòng thương trong trái tim người, ngọn lửa cháy thiêu tội đời. Ngọn đuốc sáng ngời tinh khôi, nguồn sáng ngàn năm chiếu soi. Nguồn sáng Chúa xót thương là vầng dương ơn thứ tha khôn lường. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại. Có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn nhớ. Ôi lòng Chúa xót thương bên an vui suối mắt tinh khôi. Con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Lòng con luôn luôn tin thác vào Chúa giàu lòng thương xót. Đời con trong trái tim người, chẳng có phút giây xa rời. Lạy Chúa, Chúa hằng yêu con. Lạy Chúa hằng thương xót con. Lạy Chúa, Chúa khoan dung, nguyện người ban ơn thứ tha vô cùng. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại. Có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn nhớ. Ôi lòng Chúa xót thương bên an vui suối mắt tinh khôi. Con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi. Nhìn lên trong đôi mắt Chúa, chẳng có điều còn sai lỗi. Nhìn sâu trong trái tim người, chẳng có bóng đêm tội đời. Chỉ có đức từ bi thôi, chỉ có lòng thương xót thôi, chỉ có đức khoan dung, và chỉ có ơn thứ tha vô cùng. Ôi lòng Chúa xót thương lớn lao hơn tội lỗi nhân loại. Có lẽ nào Chúa quên tội đời, nhưng bởi vì người không muốn nhớ. Chúa xót thương bên an vui suối mắt tinh khôi. Con tin tưởng Chúa tha tội rồi, nay con về quỳ bên Chúa thôi.